Thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhiều tấm lòng tốt bụng đã san sẻ với cộng đồng bằng những suất cơm từ thiện, mong phần nào giúp đỡ được người dân khó khăn nơi tâm dịch. Dù vậy, vẫn xuất hiện nhiều câu chuyện gây tranh cãi quanh việc phát và nhận cơm từ thiện khi ý thức của một số bà con bị cho là chưa chuẩn mực, như đoạn clip đang được dân tình chia sẻ dưới đây. Cụ thể, tại một địa điểm phát cơm từ thiện, khi người phụ nữ bê rổ cơm đã được phân thành từng suất đặt lên bàn chuẩn bị phát, thì nhiều bà con quay đến xung quanh, chỉ vài giây đầu thực hiện giãn cách. Sau đó, bà con ngồi nhau kéo đến rồi tự tay lấy các phần cơm. Thậm chí, một số người được phát cơm trước đó vẫn nấn ná dừng lại và lấy thêm vài suất nữa. Khi một người khác tại điểm phát cơm bê thêm một rổ cơm mới ra ngoài, chỉ vừa đặt lên bàn là bà con đã xúm nhau vào lấy hết và không giữ khoảng cách. Những rổ cơm sau lại tiếp tục tình trạng như thế. Xem hết đoạn clip dài 41 giây, dân mạng phát hiện có một cụ ông đến từ sớm nhưng không thể chen chân vào đám đông để lấy cơm. Đến cuối clip vẫn không có hộp cơm nào. Trong khi đó, thanh niên áo đen dù đã nhận được cơm nhưng vẫn đứng lại chen lấn với những người lớn tuổi để lấy thêm vài suất cơm. Hành động của thanh niên áo đen lập tức khiến nhiều người phẫn nộ. Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trên mạng xã hội. Xem mà buồn quá, xếp hàng rồi nhận thì mất nhiều thời gian lắm hay sao? Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mà. Người hai ba hộp, người không có hộp nào, cái này cũng đến từ ý thức mà ra cả. Rõ ràng là mọi người đang rất trật tự xếp hàng ai nhận xong đi qua bên kia đi về, nhưng ông anh áo đen vô phá hàng làm cho người ta hoang mang cũng mất trật tự theo. Cái chú đứng sau rất lâu mà chưa có kìa, còn ông áo đen trai tráng đi giật một lúc một đống cơm. Ngoài việc lên án sự thiếu ý thức của nam thanh niên, nhiều người cho rằng điểm phát cơm từ thiện cũng nên đưa ra quy định đối với bà con đến nhận cơm, nhất là việc giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người ở thời điểm dịch bệnh phức tạp. Anh nên đi ra ngoài đi, không phát cơm cho em. Bùi đời không phát, đi ra ngoài. Cơm nặng lắm con. Thế mà dịch bệnh nào cô biết là nó, cái căn bệnh này nó có thuốc trị đâu. Sau này á, cô bé ra ngoài đường thì làm ơn cho bé đeo khẩu trang vô. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Hơn bao giờ hết, sự đoàn kết, san sẻ yêu thương cho người gặp khó khăn trong thời điểm phong tỏa phòng dịch là động lực, tiếp sức công tác phòng chống dịch Covid-19 thành công. Nhiều căn bếp nghĩa tình sẵn sàng hoạt động phát cơm miễn phí, nhiều mạnh thường quân sẵn sàng đến những khu cách ly mang những phần quà, bữa cơm cho người lao động nghèo. Thế nhưng thật không vui khi mấy ngày qua, lúc thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thì có một số người trong lúc phát bữa ăn từ thiện cho người nghèo đã làm hai việc thất nhân tâm, vừa xúc xỉm người yếu thế vừa ghi hình họ phát lên mạng xã hội. Suốt từ hôm qua đến nay, dân mạng bức xúc dùm khi xem clip cô gái cho một túi bánh mà quát xa xả hai mẹ con nghèo, lên mặt dạy đời người mẹ phải dạy lại con. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là em bé đang ăn cơm, thấy cô đến phát quà thì chạy ào ra nhận mà không đeo khẩu trang. Sau khi bé chạy vào nhà đeo khẩu trang rồi chạy ra lại, cô gái trẻ đã lên giọng dạy dỗ hai mẹ con về sức khỏe cũng như cách ứng xử khi được người khác cho đồ. Cô liên tục yêu cầu mọi người đến nhận quà tuân thủ quy định chống dịch, nhưng bằng tuân giọng khá cao, đeo khẩu trang lên, không đeo là không cho, đang dịch mà, mỗi người một phần, khỏi xin giùm. Con nói cô nghe nè, cô biết bây giờ đang dịch không? Để nhìn ăn cơm nè. Không, con đã hỏi cô biết dịch không? Biết. Bây giờ tại sao cho bé khi ra sinh hoạt không cho nó đeo khẩu trang? Nhưng cơm nặng lắm con. Thế mà dịch bệnh nào cô biết là nó, cái căn bệnh này nó có thuốc trị đâu. Sau này á, cô bé ra ngoài đường thì làm ơn cho bé đeo khẩu trang vô. Con không tiếc quà, nhưng mà con không muốn mọi người bị bệnh. Không chỉ tuân giọng gây khó chịu, cô này còn thường chỉ tay vào mặt người khác, nói trống không. Có đoạn ít đê từ chối một người đàn ông lớn tuổi đến xin phần ăn, nhưng không hề có kính ngữ, có khẩu trang không, không có khẩu trang, không đưa. Dân mạng cho rằng cô ấy không có thái độ đúng mực với người nghèo, thường chỉ thẳng máy quay, chỉ tay vào mặt, tuân giọng cao, nói trống không, làm ý nghĩa đẹp của việc từ thiện giảm đi, thậm chí có thể làm tổn thương người nghèo. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn video liên quan đến hoạt động phát cơm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ bà con trong thời kỳ dịch khó khăn. Tuy nhiên, người tặng cơm thiện nguyện lại có thái độ phản cảm, sử dụng các lời lẽ khiếm nhã đối với người nhận khiến cho dân mạng bức xúc. Cụ thể, một YouTuber khi làm thiện nguyện giữa mùa dịch lại từ chối phát cơm phụ nữ sơn móng tay, đeo vàng, xăm hình. Trong một video được lan truyền, khi thấy một phụ nữ lớn tuổi đến nhận thực phẩm, phía này liền hỏi: "Chị ơi, sao chị sơn móng chân mà chị vào đây?" Nghe vậy, bà này liền vội vã trả lại thức ăn và nói: "Thôi, tôi không lấy đâu chú. Tôi sơn móng từ thiện ở Võ Thị Sáu của người khuyết tật. Tôi lãnh cho người ta chứ không phải tôi lấy." Đáp lại, anh này nói:
lần sau chị hãy dành cho những người. Chị ơi, sao chị sơn móng chân mà chị vào đây chị lấy cơm? Sao cái hơi tôi không lấy được chú? À, chú sơn cái từ không thì chị bỏ lại. Thì sao á? Tôi sơn nó bỏ thì sao luôn lấy tiền? Thôi chị lãnh đi nhá. Và để dành cho người khó khăn hơn. Chị lãnh cho dành cho người khó khăn hơn. Người ta tôi lãnh cho người ta mới tôi lấy. Không không, được rồi biết rồi. Rồi cảm ơn chị. Xuống thì dân tình lại đào được một đoạn clip khác gây bức xúc không kém khi anh ta xưng hô với người lớn tuổi như ngang hàng phải lứa giống mình. Xuất hiện trong clip là hình ảnh một người đàn ông trung niên khắc khổ, thân hình gầy gò và ăn mặc giản dị cầm phiếu tới điểm nhận cơm từ thiện. Thanh niên nói trên đã gọi cụ già đáng tuổi cha mình bằng thanh niên. Nhiều ý kiến cho rằng, nhìn vẻ ngoài của người đàn ông trung niên đi nhận cơm từ thiện cũng đủ biết là không còn trẻ, thậm chí đáng tuổi cha chú so với YouTuber. Vì thế, cách gọi thanh niên dù chỉ là bông đùa cho vui hay bất cứ lý do gì khác trong tình huống này đều không phù hợp. Hay như câu chuyện gần đây, thanh niên trẻ tuổi khó khăn đứng vào xếp hàng xin một suất ăn cũng bị đuổi thẳng thừng, buổi đời không phát. Anh nên đi ra ngoài đi, không phát cơm cho em. Buổi đời không phát, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hai người này không phát. Đi ra ngoài đi. Không phát. Không phát cho cô. Những người thiếu ý thức không bao giờ phát cơm cho tôi. Đi ra ngoài không đi. Không đi. Đi ra ngoài. Không cho. Cho người có ý thức chứ còn người không có ý thức không. Tranh cãi của cộng đồng mạng, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 7, nam YouTuber này đã đăng tải đoạn clip lên tiếng xin lỗi. Đây thừa nhận những lời nói, hành động của bản thân không phù hợp với chuẩn mực. Anh cho biết đây là sai sót cá nhân chứ không liên quan đến bất kỳ đội nhóm hay tổ chức cộng đồng nào. Song song đó, TD nhấn mạnh rằng những người nghèo khổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có lỗi nên anh hy vọng cộng đồng mạng và mọi người có thể cho thêm cơ hội sửa sai. Hiện tại, sự việc xoay quanh việc phát cơm từ thiện trên vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi của dân tình. Các clip hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Người dùng liên tục chia sẻ, để lại bình luận phẫn nộ về hành vi, lời nói của người này. Nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng, bày tỏ bất bình trước hành động này. Cả nước đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh bằng những món quà nghĩa tình mà nào có ai lên giọng, đòi hỏi gì. Người nghèo gặp cảnh đại dịch kéo dài càng khó khăn gấp bội, bí bách lắm mới nhờ đến bữa cơm từ thiện qua ngày. Đùm bọc sẻ chia, cưu mang đồng bào lúc này là việc làm phải đạo. Bản chất từ thiện là phải thực tâm và đừng quên nghĩ tới tâm trạng cảm xúc người nhận, đặc biệt là đừng bao giờ làm tổn thương họ. Của cho không bằng cách cho là vậy. Con ở ngay gần An Sương nè, bà lấy 200 đi, thấy bà tội nghiệp quá. Những ngày vừa qua, người dân Sài Gòn đang đồng lòng giúp nhau vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19 tái bùng phát để san sẻ khó khăn cho người nghèo, người neo đơn. Nhiều tổ chức cá nhân đã đi phát quà, đồ ăn, khẩu trang nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn vượt qua cơn đói lòng. Câu chuyện của cụ già bị hắt hủi khi xin 3kg gạo giữa mùa dịch Covid-19 đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Trong đoạn clip, một bà cụ nghẹn ngào cho biết cảm thấy mắc cỡ khi đến nhận gạo từ thiện nhưng lại bị xua đuổi. Sau đó, khi đạp xe về, bà cụ có nhận được sự giúp đỡ từ hai bạn trẻ vô tình gặp trên đường. Cụ bà đã lớn tuổi, lam lũ dắt xe đạp đi nhận quà từ thiện. Dù chỉ là mấy hộp mì tôm nhưng cụ bà vui vẻ nhận rồi cảm ơn rối rít. Ôi mừng quá trời con ơi, nãy xin 3kg gạo mà họ làm bà mắc cỡ quá, ở chỗ ngã ba trên đó. Nó nói ôi trời ơi, kèm theo đó là động tác xua tay, khó chịu ý muốn đuổi đi. Thấy bà cụ đã lớn tuổi lại khó khăn nên các bạn trong nhóm từ thiện đã gửi biếu bà thêm 200.000 đồng. Tuy nhiên, bà chỉ nhận 100.000 đồng, gửi lại 100.000 đồng và nói, thôi bà chỉ lấy 100 thôi. Tuy nhiên, bạn nam đã biếu bà 200.000 vì thấy bà tội nghiệp, nhận tấm lòng tốt của các bạn. Bà cụ không quên cảm ơn và kể về hoàn cảnh của mình. Có tiền mua gạo với mai đi chích té con ạ. Ngoại lấn té ngoại lời chỗ này mà không có tiền đi chích. Đi làm mướn, có ai nuôi đâu. Bốn bà con gái năm trai mà có ai nuôi đâu. Khổ lắm, cảm ơn con nghe. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự xót xa khi cụ bà tiết lộ có tới 4 con gái, 5 con trai mà không ai nuôi. Từng tuổi này, đáng lý bà phải được nghỉ ngơi để an hưởng bên con bên cháu, chứ sao phải đi làm mướn, đi xin gạo từ thiện, tại sao những người con của bà lại không thể lo cho bà, để bà phải tuổi già sức yếu mà vẫn vất vả mần việc. Tại sao đã mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn phủi tay đuổi bà đi?
Câu chuyện của cụ bà đã khiến không ít người xúc động. Giữa mùa dịch khốn khó, cụ bà không biết trông cậy vào ai đành phải nhờ quà từ thiện nhưng lại bị hắt hủi. Không ai có thể giẫm đạp lòng tự trọng của người khác, ngay cả lúc họ khó khăn nhất. Một tài khoản bình luận về câu chuyện trên: cha ông ta xưa nay vẫn có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thời điểm chúng ta đủ ăn đủ mặc, thậm chí dư giả sống xa xỉ thì một vóc gạo cũng chỉ là một vóc gạo mà thôi. Ấy nhưng trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này, nhiều người thất nghiệp, nhiều người đói khổ thì một vóc gạo có khi chính là nguồn động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt qua. Và câu chuyện của cho không bằng cách cho chưa bao giờ là nóng đến thế. Trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh thì càng trân quý tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ. Đối với nhiều bà con, họ rất nâng niu các món quà cứu trợ ấy bởi đây là công sức, tấm lòng mà nhiều người dành cho mình. Mới đây, hình ảnh người đàn ông vừa nhận được 3kg gạo cứu trợ lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng. Tác giả của hình ảnh đã chia sẻ, người đàn ông này xếp hàng mãi mới được phát 3kg gạo. Anh vừa quay đi thì bị chiếc túi ni lông rách mất, gạo rơi hết xuống vỉa hè. Anh ngồi thụp xuống, cúi mình cố nhặt lại từng hạt gạo dưới vỉa hè. Hình ảnh ấy khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Ở thời điểm hiện tại, dù chỉ là một vóc gạo thôi nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi nó có thể là một chút cơm thêm cho cả gia đình. Có lẽ vì thế mà người đàn ông này nâng niu đến vậy. Sau khi chia sẻ, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng xót xa. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự ấm lòng về tinh thần đoàn kết của dân tộc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Có những hình ảnh mà làm mình phải ngưng lại để xem. Thương quá, khổ lắm, nhìn mà chạnh lòng. Tội nghiệp quá à, rồi mọi chuyện sẽ mau qua thôi. Một hạt lúa vàng bằng 9 giọt mồ hôi. Huống gì đó không chỉ là tấm lòng mà còn là công sức mang đến cho bà con ở đây. Anh quý là quý vậy đó. Thật sự mình cảm thấy rất ấm lòng về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả nước. Năm 2020, hình ảnh một cụ bà ở Huế đã lớn tuổi ngồi xổm dưới đất, cẩn thận nhặt từng hạt gạo rơi khi đi nhận hàng cứu trợ từ các mạnh thường quân cũng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Theo tài khoản tên T.M.U chia sẻ, tại điểm tình nguyện có một bà cụ đầu đội nón lá đang ngồi nhặt từng hạt gạo dưới đất đặt vào trong lòng bàn tay. Kế bên cụ lúc ấy chính là những món quà cứu trợ lũ lụt mà mình vừa nhận được. Theo phỏng đoán từ phía dân mạng, có thể khi đi nhận quà từ thiện, bà vô ý làm rơi một ít gạo ra ngoài. Vì trân trọng tấm lòng và công sức của các mạnh thường quân đã vượt hàng ngàn cây số đến đây giúp bà con, cụ cẩn thận nhặt lại tất cả. Được biết, hình ảnh này được ghi lại tại một xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy đó, của một đồng nhưng công một nén. Không chỉ người đàn ông trên mà tất cả bà con vùng dịch đều trân quý những đồng bào cả nước đã giúp đỡ mình khi khó khăn và những nhà thiện nguyện thật sự, họ cho và chẳng nhớ đã cho.